chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay trong gian bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, chúng ta lại được gặp đầu bếp Thanh Vũ. Chào Minh Châu, xin chào quý vị và các bạn. Anh Vũ, ngày hôm nay em thấy có nhiều hạt sen lắm nè. Đừng nói nấu chè hạt sen nha, em nấu món đó hơi bị hấp dẫn đó. Wow, các bạn có thấy không, tay nghề nấu ăn của Minh Châu dạo này rất là lên ha. Và em thấy em có vẻ rất là tự tin với món chè hạt sen đúng không? Dạ, đúng cho rồi. Anh thử nha. Dạ, chắc chắn rồi. Như vậy thì ngày hôm nay không nấu hay không nấu chè hạt sen hả anh? Đúng vậy. Nấu cái gì? Ngày hôm nay đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn tiềm bổ dưỡng được chế biến từ hạt sen. Món ăn này có tên là gà tiềm hạt sen. Gà tiềm hạt sen là món ăn bổ dưỡng thanh đạm, rất phù hợp cho những người lớn tuổi. Đối với món ăn này thì chúng ta chỉ cần đếm trong nhà chúng ta có bao nhiêu người là chúng ta sẽ chuẩn bị bấy nhiêu thố tiềm như vậy. Còn về nguyên liệu thì chúng ta cần chuẩn bị như sau: đùi gà một cái, bọng gà một cái chúng ta cũng chặt đôi, cà rốt, hạt sen, nấm hương, củ năng gọt vỏ, dầu mè, bột năng pha loãng, muối, tiêu và hạt nêm ai gì ngon. Để làm món này thì mình dùng hạt sen như thế nào cho ngon nhất hả anh Vũ? Hồi nãy anh quên giới thiệu cho em cũng như quý vị và các bạn. Đối với món ăn này thì tôi sử dụng hạt sen tươi. Vì em biết tại sao không? Hạt sen tươi thì rất là dễ nấu và ít bị sượng nữa. Em nhớ rồi. Quý vị khán giả, chúng ta nên dùng hạt sen tươi để nấu món gà tiềm hạt sen. Bởi vì hạt sen tươi thì dễ nấu và ít bị sượng. Đúng vậy. Giờ anh sẽ lóc chân gà ra như vậy. Đầu tiên chúng ta dùng dao có mũi nhọn. Chúng ta xẻ một đường dọc theo xương gà như vậy. Và ở đây chúng ta cắt ngang qua và chúng ta luồn dao phía dưới xương gà như vậy. Lóc ra. Đúng vậy. Rồi. Phần xương gà chúng ta để đây chung với cái xương bụng gà và chúng ta nhớ lạng bỏ sạch những cái sụn gà còn sót ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Và miếng thịt gà này chúng ta để lại, lát chúng ta sẽ cắt vuông. Bây giờ chúng ta phải bắt nồi nước lên và nấu nước dùng trước. Rồi, anh cho vào đây 1,5 lít nước. 1,5 lít nước. Đúng vậy. Rồi, và chúng ta cũng nhớ là chúng ta nên nấu từ nước lạnh. Nước lạnh. Đúng rồi. Cho vào đây. Trong khi chờ nước dùng ra nước ngọt thì anh sẽ cắt thịt gà. Trước nhất anh phải lạng bỏ da ra như vậy. Thịt gà sau khi lặn mỏ da và mỏ xong, anh sẽ cắt những khối vuông có cạnh khoảng 1 cm. Rồi bây giờ anh sẽ ướp thịt gà với 1 muỗng ai di ngon, 1 chút xíu muối và 1 ít tiêu. Vì đây là món tiềm, đó anh cũng sẽ theo một cái công thức ướp của người Hoa, đó là anh cũng cho 1 ít nước bột năng loãng vào. Với mục đích gì hả anh? Để chúng ta giữ lại vị ngọt của miếng thịt gà. Và anh cũng cho vào đây 1 chút dầu mè ha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt nấm hương và chúng ta cho vào trong nồi nước dùng. Chúng ta luộc luôn như vậy thì nấm chúng ta sẽ chín mềm và thấm gia vị. Chúng ta sẽ cắt bỏ 1/3 chân nấm. Rồi chúng ta cho vào nồi nước dùng luôn. Kế tiếp củ năng tôi sẽ cắt ra thành những miếng nhỏ có kích cỡ như là hạt sen. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn một kiểu cắt cà rốt khác. Cũng rất là dễ cắt các bạn à, nhưng mà trông cũng lạ mắt và rất là hợp cho món ăn này. Thì đây là cái khúc cà rốt tôi đã luộc sơ trước. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ cắt ra thành hình vuông. Kế tiếp chúng ta sẽ cắt một đường dài xuống và chúng ta cũng làm lại tương tự cho mặt đối diện. Trở lại cái mặt còn lại, chúng ta cắt xéo như vậy và chúng ta trở lại như vậy ha. Và đây anh sẽ thấy chúng ta sẽ có những cái cà rốt hình chữ X như vậy. Rất là dễ. Bây giờ nước gà cho chúng ta đã ra hết nước ngọt. Vì anh sẽ nêm nước dùng gà này, anh sẽ cho vào đây 2 muỗng ai di ngon. 2 muỗng ai di ngon và 1 ít muối nè. Và 1 muỗng muối. Rồi. Rồi. Xong, chúng ta sẽ tắt lửa. Trước tiên anh sẽ vớt nấm hương ra trước ha. Và anh sẽ vớt bỏ bọng gà. Bọng gà và cái xương gà khi nãy. Rồi chúng ta sẽ cho thịt gà. Thịt gà trước nè. Chia đều vào trong từng mỗi thố ha. Rồi. Chúng ta sẽ cho hạt sen vào luôn, chia đều ra như vậy. Dạ. Sẽ cho củ năng vào ha. Rồi.
và nấm đông cô. Và cà rốt chúng ta cho cũng một cái vào luôn. Anh sẽ cho nước dùng vào. Rồi, chúng ta cho vào đây. Em để nắp lại giùm anh. Chúng ta tìm khoảng 20 phút thì là thịt gà đã chín và các rau cũng chín và thấm vị. Rất là nóng rồi mà. Rồi bây giờ anh sẽ mở một số và em dùng thử và cho anh biết ý kiến nha. Đây, mời em. Đầu tiên là em thấy là nước dùng của mình rất là trong nè. Để em thử nha. Tùy theo khẩu vị của các bạn mà các bạn có thể dùng thêm nước tương lisa để vừa ăn hơn. Nước dùng rất là ngọt, mà ngọt thanh chứ không hề gắt đâu nha anh. Em thấy hạt sen cũng rất là mềm, ngon nữa. Minh Châu tin chắc rằng là chương trình Ngày của Mẹ của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã giúp cho quý vị có thật nhiều những kiến thức để chúng ta có thể thực hiện những món ăn ngon để cho đấng sinh thành của mình có được một ngày lễ thật nhiều niềm vui. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hãy thực hiện món gà tiềm hạt sen và gửi thư về cho chúng tôi theo số hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto số điện thoại 061 882 6188. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.